cái kìa. Vâng, chào anh, tôi có thể giúp gì được anh? Báo cáo anh, em xin được nộp phạt ạ. Nộp phạt? Anh có vi phạm gì đâu mà nộp phạt? Dạ, không. À mà có ạ, em làm lỗi không đổi mũ bảo hiểm ạ. Anh nhầm rồi. Theo quy định, người đi xe đạp không phải đội mũ bảo hiểm, vì thế anh không phải nộp phạt thế. Ôi anh ơi, em có nộp vi phạm đấy. Anh tôi biết là hôm nay trời nắng, nhiệt độ rất cao. Tôi về nhà đi. Anh ơi, bọn em không cần bất cứ một tờ biên lai biên bản gì hết. Em cắn rơm cắn cỏ lại anh giải quyết, em nhận tiền cho em nhờ. Anh cứ thích bị phạt à? Nếu anh thích nộp phạt thì bây giờ anh về lấy xe máy không đội mũ bảo hiểm đi ra đây, tôi sẽ phạt anh 20.000 đồng. Anh vừa đồng ý phạt rồi đấy nhá, anh đồng ý rồi nhá. Xuất phát.